Xin chào, tôi là bác sĩ Phạm Xuân Khiêm. Xin chào các bạn. Qua rất nhiều cái YouTube, tôi đã giới thiệu về việc hút mỡ tại MCAS với công nghệ Sitori nè, với công nghệ Libomatic nè. Vậy thì cái công nghệ đó có thể các bạn nghe qua rồi lại không để tâm tới tại sao MCAS phải dồn sức vô dùng cái công nghệ này để làm cái gì vậy. Và hôm nay tôi muốn cho các bạn hiểu và hình dung được tại sao MCAS phải hút mỡ với công nghệ Sitori và phải hút mỡ với công nghệ Libomatic để đem lại cái sản phẩm dưỡng cái da, bảo vệ cấu trúc cho các bạn từ cái sản phẩm mỡ hút ra. Các bạn, với công nghệ Sitori mà MCAS đem về, với những trang thiết bị được nhập từ Đức để thành lập nên một cái phòng chiết tách những cái sản phẩm từ mỡ phục vụ cho chính các bạn, chúng tôi mong đợi người Việt bên cạnh cái vóc dáng đẹp còn có một làn da khỏe và giữ được sự trẻ trung đó, giữ được sự năng động đó, giữ được sự tươi tắn đó trong mùa cuối năm, trong cái dịp Tết Nguyên Đán này. Đó là mong đợi của chúng tôi, và chúng tôi đã thực hiện điều đó để đem cái giấc mơ trở thành hiện thực. Tất cả các bạn có những cái sai sót gì về sử dụng mỹ phẩm trước đây, tất cả các bạn có những cái điều trị về laser một cách quá đà, thì hiện nay cái sản phẩm mỹ phẩm, hay nói cách khác là cái sản phẩm tinh chất từ mỡ của các bạn có thể phục hồi, giúp cho các bạn có một làn da khỏe, trẻ và tốt hơn từ đây. Bên cạnh đó, những cái sản phẩm mỹ phẩm có thể các bạn đang sử dụng đều từ những cái công thức hóa học. Một phần nào đó nó làm cho làn da của các bạn có thể chưa có thích ứng kịp. Điều này sẽ không có với lại sản phẩm sử dụng từ mỡ của chính của các bạn. Tóm lại, với cái công nghệ hút mỡ Libomatic, chúng tôi muốn sản phẩm từ mỡ của hai công nghệ này đem lại giá trị cho làn da của chính các bạn. Điều thứ hai, những bạn nào sử dụng sản phẩm mỹ phẩm đang có những cái chưa thích hợp, hoặc các bạn đang sử dụng những công nghệ cho làn da của mình hơi quá đà, thì sản phẩm từ công nghệ tế bào gốc giống như một loại mỹ phẩm dành riêng cho chính bạn sẽ phục hồi, sẽ cải tạo, sẽ làm cho làn da của bạn lấy lại cái sức sống của những ngày còn rất là trẻ. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.